là chấn động đi hát. Quá trời, đây là sau sau 2 tháng debut là ngày hôm nay là cái show event đầu tiên của em đó. Debut luôn hả? Debut của em. Thưa chị Thu Trang, thưa anh Tiến Lực, dạ. Và thưa tất cả anh chị em đồng nghiệp, thưa tất cả quý vị khán giả đang có mặt ở siêu thị ở dưới đất cũng như trên lầu, mọi người thấy cho em trào tay thật lớn để em xuất hiện được không ạ? Cảm ơn mọi người, nhạc lên đi em ơi. Ba, hai, một. Chưa đi vô. À, vậy... đã. Đi vô chưa? Trời ơi. Làm lại. Và thưa quý vị, đó là sự trục trặc nho nhỏ. Và tụi em sẽ làm lợi nha quý vị nha. 3, 2, 1, âm nhạc. Vâng, lời nói đầu tiên xin Lê Dương Bảo Lâm gửi đến tất cả anh chị một năm mới phát tài phát lộc, tiền xu thì đầy túi, tiền giấy thì đầy bao, đi ăn thì được khao, về nhà thì được rước, tiền thì vô ngõ trước hộp xòn, bắn lớn quá nhỏ lại, bắn hơi lớn, hộp xòn thì vô ngõ sau, tiền đầy túi, tình đầy tim, sung sướng ban đêm, hạnh phúc ban ngày. Lời chúc có hay trảo tay thật lớn được không ạ? Trời ơi áp lực quá. Lo em sợ quá, lần đầu tiên diễn trước anh chị em đồng nghiệp, lo quá. Dạ, cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Có ai phỏng vấn em gì không ạ? Ý trụ đồng nghiệp không sợ quá vậy? Lo. Dạ chị Trang, tại sao ca sĩ ở dưới mà ngày hôm nay mày tắt nhạc nó nổ nghe ghê quá. Tắt nhạc đi em ơi. Dạ chị Trang, em nè. Chị phỏng vấn em gì cho em tự tin coi, em sợ quá. Ý chị dạ nữa, trời ơi. Dạ lên phỏng vấn luôn dạ. Đi lên đây phỏng vấn, nãy giờ nó rất là trông đợi. Xin được mời diễn viên Lâm Vĩ Dạ. Từ nãy giờ Lâm Vĩ Dạ cứ ngồi ở dưới hỏi, ủa, Lee Min Ho Đồng Nai của tôi đâu? Em nè, bình thường em dạng miệng lắm, em làm rần rần rần. Mà vô em nhìn xuống nguyên vàng ở hàng một là em lo liền luôn đó. Mà nói nghe nè, sao nay nhìn giống Châu Đăng Khoa vậy? Trời ơi, bữa Hoàng Mèo mới quỷ kết bạn hết lần rồi đó. Ủa vậy? Trời ơi, em đang theo cái hình tượng là Lee Min Ho. Lee Min Ho. Mà hả, chạy chút xong nó giống Châu Đăng Khoa. Không phải, nhìn giống y chang luôn á trời. Giống không? Bộ đồ này mua ở đâu vậy? Bây giờ cho chị hỏi đi, cái này là mình chưa may kỹ hay sao? Dạ không, ca sĩ giờ là phải có điểm nhấn, điểm xuyến đó chị. Dạ. Ủa rồi đôi dạ. Cái này giống rồi. Như cái ủng đi mưa vậy. Dạ đúng rồi, nó đó mình phải có điểm xuyến thật là nhẹ. Trời đất ơi trời. Bộ đồ này nay mấy triệu? Bộ đồ này 7 triệu rưỡi. Là nay là lỗ phải không? Bao lỗ. Nhưng mà không sao à, Dũng vẫn vui. Vũ đoàn 4 đứa. Ừ. 4 đứa, 4 triệu nữa. Là hết 11 triệu. 11 triệu mắc cúp. Mắc cúp rồi tóc tai. Là nhiêu nữa? Mắc cúp là 2 triệu. Tóc 2 triệu. Accessory. Cái này đúng rồi, cái này là mượn, cái này là mua đồ giả. Okay, okay. Là đeo vô thôi. Okay, để ra vẻ thôi. Ừ, rồi 15 triệu. 15 triệu. Quá trời đất rồi. Là nay là đổi đi hát luôn. Là chấn động đi hát. Đây là sau sau 2 tháng debut là ngày hôm nay là cái show event đầu tiên của em đó. Debut luôn hả? Debut của em. Là show event đầu tiên của em, mấy bữa nay diễn trường học không à. Lần đầu tiên mà diễn event gì? Vậy là em phải cảm ơn chị. Sao vậy chị? Chị mời em show event đầu tiên đúng không? Mở hàng Đắk Lắk. Trời ơi, là mấy bữa là chợ là có mời, siêu thị là có mời, em không nhận. Em chờ trung tâm thương mại, ngày hôm nay là thời của em, là em xuất hiện tại đây là ngay trung tâm thương mại liền. À, mình em... đẩy cái hình ảnh mình lên liền. Đúng rồi. Em hãy nói một lời, vài lời về thương hiệu C13 đi. C13 là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng quý vị à. Lạ lắm nha, hình như trong sản phẩm gì ạ? Lower skin. Lạ lắm nha, hình như cho một nét nhạc quảng cáo được mà. Nhạc quảng cáo lên anh mới quảng cáo được. Ôi, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh dạo này nóng và nực quá, làm da của mình sạm và đen đi mất. Ôi, bây giờ biết phải làm sao đây? Chị Thu Trang, em vừa nghe nói chị ra một sản phẩm rất là đẹp đúng không? Đúng rồi. Wow, đó chính là Power Skin. Lạ lắm nha, hình như trong đây có chất dưỡng da ở trọng đó. Da sạch căng mà không bị khô. Thậm chí trước đây chỗ khô này nè, giờ láng luôn. Quỳnh Quỳnh nhà Lâm nói để dành Follow Skin, ý, Power Skin cho Lâm xài. Nói vậy thôi chứ biết đâu mai mốt Quỳnh cũng xài đó. Nghe nói với chiết xuất là từ cái bông súng, làm đẹp da, mịn da và hồng hào da. Đúng không chị Lâm Vĩ Dạ? Đúng như vậy. Ôi, em phải giới thiệu sản phẩm này cho tất cả mọi người, nhà nhà và tất cả mọi người đều xài. Ôi, thật là nhiệm màu. Wow, Power Skin, cực đã. Em thấy là về là ok đó. Hay lắm, hay lắm. Giờ em hát là em lo nha. Ok. Lo. Quá hay rồi, xuất sắc. Vô live stream là ok, ừ. Hát lo. Không có lo. Lo. Yên tâm, ở dưới có nguyên một vàng chị đấy rồi, nguyên một vàng. Cứu em nha, cười mồi nha. Yên tâm, cười mồi, vỗ tay luôn. Nhưng
C13 C. Em phải C 13 lần cho chị. Dạ chấn động nha chị nha. Đúng vậy. Dương sẽ khấu cho em. Dạ rồi okay. Chị về đi ạ. Chị dạ đi event thì chị mặc đồ vậy là đi như đồ lam đi chùa vậy. Chị mặc cho nó vô concept với. Vô concept đúng không? Dạ thưa quý vị, hiện tại trên cộng đồng mạng đang có ca khúc đang rất là hit và hot của em. Và ngày hôm nay em muốn gửi đến tất cả quý khán giả một ca khúc được mang tên Sao hay gì ạ? Quá nhỏ à, bên trái là sao hay gì ạ? Ê có cứu đèn được không? Cứu anh đi. Đúng rồi. Sao hay đa dẻ quá. Dẻ, đôi khi mình tưởng mình trẻ, lâu lâu tự nhiên lạc quẻ. Đi chơi mà cứ hay xài tiền kêu giọng mẹ, thôi ra dẻ. Đi đâu là phải vui vẻ, không đi thì ở nhà khỏe. Chứ đừng ghét go rồi đi, cái mặt thì như cái xô. Anh như Lâm Đồng này, con nhà ấy mà sao đẹp trai. Đi tới đâu là bao người mê, cầm môi về thương thế xây. Anh cũng có cơ bắp, khiến hàng trăm cô bị đánh cắp. Trái tim bởi vì mê, bởi vì anh duyên dáng. Anh Lâm Đồng Nai, con nhà ai mà sao đẹp trai. Đi tới đâu là bao người mê, cặp môi về thương thế. Anh cũng có cơ bắp, khiến hàng trăm cô bị đánh cắp. Trái tim bởi vì mê, bởi vì anh duyên dáng. Sao hay đa dẻ quá. Hey, nhạc ở đâu đi vậy? Hey, nhạc ở đâu đi vậy? Yo, hey, hey. Do re mi no gita suka, do re mi chai en seko. Má seko thì nghèo, má chai en thì giàu. Còn Nobita luôn ăn hiếp bạn bè. Nobita thầm yêu suka, hai hoa hồng tặng cho suka. Nếu Suka bằng lòng lấy Nobita làm chồng thì một năm sau Nobito chào đời. Hey Nobita, hey tài đâu vô. Hey 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 sao hay ra dẻ quá. Hey quá trời, hát cỡ đó mà không ai mời đi hát, chán ghê. 10 điểm. Chào em, anh Vinh thấy em hát sao anh Vinh? Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Quá máu lửa. C. C 13 C. Và 2, 3. Do re mi no bi ta su ca. Do re mi chai en se co. Ma se co. Nhiều. Vào nha, vào, hát đúng nha, hát đúng rồi anh. Ma sê cô thì giàu. Ma chai en thì nhiều. Còn Nobita hay ăn hiếp bạn bè. Nobita thầm yêu Suka, hai hoa hồng tặng cho Suka. Suka, hai hoa hồng tặng cho Suka giùm anh thương anh. Hai hoa hồng tặng cho Suka. Nếu Suka bằng lòng lấy Nobita làm chồng thì một năm sau Nobito chào đời. Lâm là rất là dễ thương luôn á mọi người. Hát rồi đầu tư từ đầu tới cuối luôn mà không có giận cái gì từ Luật với Trang hết. Trời ơi, rất em là vui. Chỉ cần một lời mà anh chị mời em đi phim thôi là hả 10 năm từ cái lúc mà em chưa có gì đang có nói anh chị là cho em đi phim với. Mà đến bây giờ anh chị vẫn cho em, không cho em đóng. Ủa cái này hát với phim nó khác nhau. Ở cái về cái phần giọng hát anh thấy em có tố chất. Đúng rồi, em hát mắc cừ. Đúng hay rồi. Là không mắc hay nhưng mà mắc cừ. Em hát vui lắm. Vui. Em bây giờ em vô năm chính một cái phim điện ảnh rồi, đâu phải đơn giản đâu lắm. Như vậy là anh không biết rồi, sắp tới tháng 10, gọi là tháng 14 tháng 2
em có một cái vai gọi là vai chính về gọi là nam thần sói ca, có nghĩa là người ngoài người ta đã nhìn được cái nét nam thần của em, nhưng mà người trong nhà như anh là không thấy được cái nét của em. Tại vì sao cái giọng của em, cái mặt thì nam thần mà cái giọng nghe kỳ kỳ. Về mình có thể lồng tiếng được mà. Ủa, cái giọng này làm sao lồng tiếng được? Bây giờ đưa cái mặt này ra một cái là khán giả người ta biết cái giọng không phải giọng em, tao không có tin. Vậy đó hả? Anh nghĩ là em nên sửa giọng lại một chút xíu. Giọng bây giờ mình đi hay là ca sĩ mình nói giọng nó phải. Đúng rồi. Click and share, subscribe để chào chồng. Đó, dễ thương quá. Bây giờ tặng cho em bó hoa nha. Anh cảm ơn được. Cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn em rất nhiều nha. Cảm ơn chị, cảm ơn anh chị rất nhiều. Em chào anh chị. Dạ, em chào khán giả nha. Hẹn gặp lại khán giả.